Xin chào cả nhà, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ, theo dõi và quay trở lại với kênh. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh. Hãy bình luận những comment của các bạn ở phần phía dưới nhé. Và sau đây xin mời quý vị cùng tới với video tiếp theo. Tiểu sử nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến, cuộc đời gã hào hoa của màn ảnh Việt và cuộc hôn nhân kỳ lạ với nghệ sĩ ưu tú Lê Mai. Nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến ghi dấu ấn trong lòng khán giả thủ đô nửa thế kỷ trước qua những vai diễn như Đại Cát trong Quẫn, Đế Thích trong Hồn Chương 3, Ra Hàng Thịt, Hoài Nghi trong Chuông Đồng Hồ Điện Kremlin, Cô Vân Ái Tình trong Kén Rể. Những vai diễn này trở nên nổi tiếng đến mức khán giả cũng gọi ông bằng Đại Cát hay Cô Vân Ái Tình mà bỏ qua cái tên Trần Tiến của ông. Không chỉ có những vai chính diện mang đến khán giả những suy tư trăn trở, nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến còn là một trong những tên tuổi hiếm hoi còn có được thành công trong những vở hài kịch bằng khả năng diễn xuất tài tình hiếm có. Năm 1954, anh trai của nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến là nghệ sĩ Trần Nghĩa trở về sau kháng chiến. Sau đó anh trai của ông đã khuyên ông đi theo các đoàn nghệ thuật để phục vụ bộ đội. Với bản tính nhút nhát thêm sự tò mò, cũng như muốn thay đổi bản thân, ông đã tham gia đoàn nghệ thuật. Để rồi từ đó những vai diễn của ông ban đầu chỉ đơn giản là việc hát đồng ca hoặc diễn một vai nhỏ trong đàn múa tập thể, thỉnh thoảng được chạy qua chạy lại trên sân khấu. Còn với kịch nói thì chỉ thoáng qua những vai quần chúng hòa vào đám đông. Cũng tại đó ông được rất nhiều anh chị em nghệ sĩ giúp đỡ, động viên ông đến với nghề và chung thủy với nó cho đến ngày hôm nay. Về sau đến 1955, nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến còn tham gia vào những vai hài nho nhỏ được nhiều khán giả yêu thích mến mộ. Sau này cứ có vai hài nào ông cũng đều được các đạo diễn giao cho. Ngoài những vai diễn xuất thần, nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến còn được kể lại với những lần tiếm quyền của đạo diễn để làm cho vai diễn hợp lý hơn, nhiều đất diễn để khai thác nội tâm hơn, dù đó có là những tên tuổi đình đám như Lưu Quang Vũ hay Nguyễn Đình Nghi. Nhờ những đóng góp như vậy nên nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến, một trong những diễn viên chính cứng cựa của thời sân khấu thời ấy, ông ghi dấu ấn với những vai diễn để đời trong lòng khán giả, một diễn viên điện ảnh tài năng và có cuộc sống với những tháng ngày gió mưa phiêu bồng của một tâm hồn nghệ sĩ đa mang, đa cảm. Thành công trên con đường sự nghiệp, thế nhưng nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến lại có cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ông kết hôn với nghệ sĩ ưu tú Lê Mai vào năm 1958. Lúc bấy giờ cặp đôi Trần Tiến, Lê Mai là cặp đôi trai tài gái sắc trong làng nghệ thuật của Việt Nam, có với nhau ba mặt con. Tuy vậy do những rạn nứt trong gia đình mà hai người họ đã ly hôn vào năm 1971. Vốn là người lãng tử, tuy đã về già nhưng ông vẫn có thú thích được tụ tập, được ngâm nga chén trà, chén rượu, được hàn huyên trò chuyện với bạn hữu. Nghệ sĩ ưu tú Lê Mai và nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến đến với nhau khi cùng công tác ở đoàn kịch nói Trung ương. Cuộc sống thời bao cấp khó khăn, gánh nặng kinh tế dồn lên vai khiến tình cảm vợ chồng cứ dần sứt mẻ. Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh chia sẻ, ông ấy tuổi Sửu, tôi tuổi Dần nên dễ sinh khắc khẩu. Tuổi còn trẻ nhưng rất hay cãi nhau nên cuộc sống vợ chồng khi đó rất mệt mỏi. Mới hơn 30 tuổi, nghệ sĩ Lê Mai đồng ý ký vào quyết định ly hôn. Khi đó, cô con gái út Lê Vi mới được 3 tuổi. Giai thoại còn kể lại rằng cuộc tỏ tình của cặp đôi Trần Tiến, Lê Mai cũng rất lãng mạn như cái không gian tinh khôi, tươi mới của những ngày đó. Nghệ sĩ nhân dân Lê Mai kể lại, chúng tôi đã làm việc cùng nhau, ăn chung một phòng bếp, sinh hoạt tập thể dục cùng trong một thời gian dài, nhưng rất ít khi bộc lộ tình cảm ra ngoài. Tôi biết Trần Tiến cũng yêu tôi. Những lần chạm mặt nhau, những đầu mày cuối mắt, những bản nhạc ngân lên trong đêm, đã nói lên tất cả. Chúng tôi có hẹn nhau ra hồ Ha Le, hồ Thuyền Quang bây giờ để tâm sự hay rủ nhau đạp xe lên quán xứ, nhưng cả hai vẫn còn e ngại chưa nói ra lời. Một hôm cả phòng nam và phòng nữ đều họp. Điều đặc biệt là phòng nam và phòng nữ kề nhau, giữa vách tường ngăn có cánh cửa khóa, có lỗ khóa thông sang nhau. Tôi ngồi gần cánh cửa, đang họp thì nghe tiếng lạch cạnh đằng sau lưng. Tôi nhìn lại thì thấy một cọng rơm và loáng thoáng thấy anh Tiến ở bên kia cánh cửa. Thế là tôi kéo cái cọng rơm ra và đỏ bừng mặt khi thấy chữ anh yêu em trên cọng rơm. Cho đến bây giờ tôi vẫn không quên được cảm giác bất ngờ, hồi hộp và hạnh phúc trước lời tỏ tình lạ lùng của Trần Tiến. Cuộc ly hôn của ông bà thời kỳ đó có thể nói là khá lạ lùng. Do không có tiền để mua nhà khác nên dù đã ly hôn, nhưng cả nhà vẫn ở chung trong căn hộ 24 m². Vết tích chia tay được dựng lên bằng một tấm vách ngăn đôi. Một bên là nghệ sĩ Trần Tiến ở, bên này là bà và ba cô con gái đều chui hết vào với mẹ. Dù đã xác định không liên quan gì đến nhau, việc ai người nấy làm, nhưng vì vẫn sống chung nhà nên có những chuyện không thể khuất mắt trông coi. Lại cái cọ, ghen tuông và mâu thuẫn. Dù ly hôn nhưng cả nhà vẫn ăn cùng mâm và thậm chí có lúc vẫn ngủ chung giường. Bà thành thật, đó là do hoàn cảnh, và cũng là vì muốn con cái vẫn có tình cảm của bố và mẹ. Hơn nữa, ông ấy cũng không tự nấu ăn được nên cứ đến bữa là, các con lại gọi bố ra ăn cơm. Rồi cũng có lúc con cái mủi lòng, tác động để bố mẹ quay lại với nhau. Nhưng đó là thời gian đầu thôi,
vì sau đó thấy cũng không cải thiện được tình cảnh của bố mẹ nên các con tôi cũng không ai đề đạt đến chuyện này nữa, mà hoàn toàn ủng hộ chuyện bố mẹ ly hôn. Để tránh sự chung đụng, bà dọn hẳn xuống bếp ở, ban ngày thì mang bếp ra ngoài nấu, xong lại mang vào đút xuống gầm giường. Sau này, Lê Vân mua căn nhà rộng 360m² ở Thụy Khuê, cả nhà chuyển đến đó sinh sống. Ông ở phía đầu nhà, bà ở cuối dãy. Họ chỉ thực sự sống đúng nghĩa của cuộc sống ly hôn với mỗi người mỗi nhà khi Lê Vân có gia đình riêng. Những tưởng đổ vỡ này đã là xót xa nhất, nhưng phải đến những ngày khi đã về già, nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến lại nhận được những lời cay đắng từ cô con gái Lê Vân của mình. Quyển tự truyện Lê Vân yêu và sống đã phơi bày những góc khuất trong gia đình, những góc nhìn mà khán giả không bao giờ được thấy ở họ trên sân khấu. Nếu nghệ sĩ nhân dân Lê Mai bình thản với những điều đó vì cho rằng rất bình thường và ai cũng biết, thì nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến lại đau đến thắt lòng khi những lời cay đắng lại phát ra từ cô con gái ở gần mình nhất. Trên mặt báo, ông chia sẻ, cả đời tôi chưa bao giờ mắng Vân một câu. Lê Khanh vẫn nhớ và nhắc lại, quá lắm thì bố cũng chỉ lấy mấy cọng rơm dọa chứ đã bao giờ đánh chúng con đâu. Chỉ là dọa thôi. Vậy mà, tôi không hiểu nổi vì sao Vân lại viết như thế. Nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến, tuổi xế chiều bên người phụ nữ chăm sóc suốt 20 năm. Nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến ở tuổi xế chiều chân bước đi chậm, tay lẩy bẩy run, ông không thể đi quá xa mà loanh quanh ở gần, sống bằng ký ức. Ký ức đẹp đẽ hay phong ba bão táp? Tất cả như những thước phim sống động cứ chập chờn ẩn hiện. Dù tuổi cao sức yếu nhưng nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến vẫn may mắn có người phụ nữ gắn bó 20 năm chia sẻ mọi buồn vui. Chính nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh cũng lên truyền hình để gửi lời cảm ơn đến bạn gái lâu năm của bố. Chị tâm sự, bố tôi là nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến, một người từng rất đẹp trai và nổi tiếng nên có vô vàn bóng hồng ngưỡng mộ và muốn chăm sóc. Bây giờ, khi 84 tuổi, mặc dù không còn ánh hào quang năm xưa, nhưng bố tôi vẫn luôn có một người bạn gái tên Hạnh ngày đêm chăm nom, săn sóc. Việc này đã tiếp diễn trong gần 20 năm qua. Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh cũng gửi lời cảm ơn đến bạn gái của bố. Tôi trân trọng và xúc động vô cùng với người bạn gái ấy của bố. Mặc dù ông không còn cường tráng, phong độ nhưng những gì đẹp của ông vẫn luôn động lại trong cô ấy. Nhờ có cô ấy mà những lúc tôi đi xa sẽ yên tâm hơn về bố. Cho nên những người con người cháu phải hãnh diện vì mình có phúc, thì cha mẹ mới còn có người thương khi ở tuổi xế bóng. Những điều quý giá ấy dẫu có tiền cũng không thể mua được. Chắc chắn là cô Hạnh sẽ xem, và nếu cô nghe được lời cháu nói, thì chúng cháu muốn gửi lời cảm ơn đến cô. Cô đã ở bên cạnh bố cháu khi tuổi cao, sức yếu, đem đến cho bố cháu những niềm vui và hạnh phúc của tuổi già. Cô coi chúng cháu như người nhà và chúng cháu cũng coi cô như thành viên trong gia đình. Xin cảm ơn cô và chúc cho những người lớn tuổi có được tình yêu. Trước đó, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh cũng mong muốn bố mẹ tìm được hạnh phúc sau khi ly hôn. Nhưng vì ba cô con gái nên cặp đôi nghệ sĩ không đi bước nữa. Họ sống độc thân và trọn vẹn tình yêu cho công việc. Không chỉ được bạn gái chăm sóc, nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến cũng nhận được tình cảm từ con gái. Cách đây ít lâu ông kể, con gái Lê Khanh có món gì ngon cũng chạy qua luôn để tiếp tế đồ ăn cho bố. Chỉ trừ có những lúc Khanh đi công tác dài ngày như đợt vừa rồi 2 lần sang Nhật, chứ nếu ở nhà là lại như con thoi đảo qua đảo lại xem bố sinh sống thế nào. Video của mình tới đây thôi, hy vọng đã mang lại cho các bạn những thông tin bổ ích. Hãy bình luận ý kiến riêng của mình ở phần comment ở phía dưới nhé. Và đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng và luôn luôn giữ gìn sức khỏe. Xin cảm ơn.